Rồi quý vị ơi, hôm nay là 30 tháng 6 nha quý vị, thứ 6 ha 2023. Cơm bào vô đầu tiên 289 nha quý vị, có 3 cây nha quý vị. 300k bao quý ship toàn quốc ha. Anh chị em nào mua vui lòng chuyển khoản trước ha quý vị. Cây này củ phơi mì nha quý vị. Cái chậu nó bị nứt ha. Rồi, cây này tính như không có cái chậu đi, cái chậu nứt đó được gói luôn ngay về kiếm cái chậu khác sang qua. Cây thứ hai là cây dâm bụp Đài Loan nha. Cây này trồng hồi nhỏ lớn về trong chậu luôn nha quý vị, gói cái củ lại luôn ha, cành nhánh có đầy đủ luôn. Cây số 3 là cây ổi nha, gieo hạt nha quý vị, có cái củ quái nha. Nói gì mình vô chậu mình lắp lại tới đây nè. Rồi lon bồ cụm tỷ lệ ha. Rồi ba cây 300 bao cái ship luôn, xuống luôn nha quý vị. Củ phơi mì quái lắm nha. Rồi xuống luôn.